Ủy ban Nhân dân phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức hỗ trợ lương thực thực phẩm cho các hộ dân trên địa bàn phường. Trong đợt hỗ trợ này, phường đã tổ chức phân phát khoảng 7 tấn lương thực thực phẩm cho 43 tổ ở 31 khu dân cư trên địa bàn phường, gồm khoai lang, su hào, bí xanh, bắp, v.v. do thành phố hỗ trợ. Và đây là đợt thứ 5 phường Khuê Mỹ tổ chức cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân. Ủy ban dân phường phối hợp với mặt trận và các ban ngành liên quan phân chia từng loại theo từng tổ dân phố, những tổ dân phố nào và số lượng công dân, số lượng người dân mà nó biến động nó cao hơn thì sẽ chia cao hơn so với các tổ dân phố ít dân hơn. Ngoài ra, tại các tổ dân phố trên địa bàn phường cũng tiếp tục duy trì mô hình đi chợ hộ nhằm cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm sạch với giá cả hợp lý, đảm bảo cho người dân yên tâm tiếp tục thực hiện tốt việc giãn cách xã hội. Trong cái đợt giãn cách này thì cũng tổ Covid hoạt động cũng tích cực. Nói chung là anh em cũng làm hết mình nhiệt tình. Trong cái hỗ trợ của bà con thì phường cũng có là phát các đợt rau củ quả về cũng phát cho bà con. Trong đó là bên cạnh song song cái việc đó thì giải quyết cái khó khăn của bà con là trong cái đời sống thì cũng tổ cũng là mua hàng về rồi. Trong tổ thì bà con là đặt hàng ở trên Zalo của tổ thì tổ sẽ từ đó là sẽ phân phát lại cho bà con.